Chiều ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Minh Trưởng, Bí thư huyện ủy Ia Ba, tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều cùng ngày, hai thôn Pleiku, xã Chư Răng và Mơ Năng 2, xã Kim Tân, cùng thuộc huyện Ia Ba, đang bị chia cắt do mưa lũ. Theo đó, từ 2 ngày nay trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây ngập ngầm tràn dẫn, phần cống bắc qua dòng suối bên trên đổ bê tông vào hai thôn nói trên. Có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, khiến 528 hộ dân của hai thôn bị chia cắt. Theo ông Trưởng, trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng canh giữ những vị trí này, không cho phương tiện và người qua lại. Tại hai thôn bị chia cắt, huyện đã cho học sinh nghỉ học chờ nước rút, chỉ đạo lực lượng quân sự huyện sẵn sàng các xuồng cứu hộ để vận chuyển lương thực hoặc đưa người dân đi khám chữa bệnh khi cần. Hiện mưa đã tạnh nhưng nước còn chảy xiết.